Vô đây nghỉ cho con dán nè. Vô đây Liễu, vô đây. Các bạn thân mến, bây giờ mời các bạn quay trở lại sân cầu lông bầu các ba để xem hai đội cầu lông phối đánh với nhau. Phía
phía xa, áo đen phía sau Cường, chị gái phía trước đen luôn Thắm, còn một cô quẩy quẩy đó là Liễu, còn phía gần đây Sở Khanh, rung lưới áo màu mắm rút, và ở trên là Minh Ngọc. Bao nhiêu rồi? 21. Nghiêng về đội bên kia. Hay quá. Rồi, vừa rồi là một siêu phẩm. Hay quá Trung ơi. Hay đeo. Dĩ nhiếu ở đâu? Quýnh Hoài Trung ơi. Quýnh Hoài. Bên, quýnh bên. Hay quá Trung ơi. Hay quá, 3-2. Theo nhận định của giới chuyên gia trước khi trận đấu diễn ra thì cái đội phía xa, đội của Cường Thắm Liễu là mạnh hơn. Tuy nhiên thì tới thời điểm này là tỷ số đang là 4-2. Nghiêng về cái đội gần bên này, đội của anh Trung áo màu mắm rút, anh Khanh áo xanh đen, với lại Kim Ngọc, Minh Ngọc màu xanh lá cây. 3-4. Quýnh đi. Còn quýnh nhiều. Còn quýnh nhiều. Nữa. Còn quýnh nhiều. 5-3. Sở Khanh giao lưới. Đó, giao cầu là nhận diện được Sở Khanh đó. Rồi. Hay quá Cường ơi. Rất tốt. Vừa rồi Cường đã ép cầu liên tục, không cho đội bên trung lưới một cơ hội nào hết. Rất hay. Hay luôn. 5 đều. Tưởng đâu là không có ra ôn drama gì, nhưng mà coi cũng được, cũng rất là hấp dẫn. Ôi, có một anh làm cho trận đấu trở nên dở hơn chút rồi. Sao anh lại quýnh một cách như vậy? Không được. Phải ráng lên. Mặc dù sang anh. Hay quá Liễu ơi, tốt cầu. Tốt. Không xả cầu mau. Chúng ta hả? Đó, đưa đây. Chúng ta có thể ăn gian một cách tinh tế, không nên ăn gian lộ liễu như vậy thì nó sẽ bị người cộng đồng người ta lên tiếng rồi. Rồi Cường vừa rồi đã đánh một cái rất lỗi. Nếu trái đó mà hà thì chắc là không hỏng trái đó đâu. Vô. Trời, chết rồi. Ta nói về cái anh này là phải nói là phong độ không ổn định. Áo luôn. Bao nhiêu rồi? 96. 79. Sẽ Khanh giao cầu. Quýnh đi. Quýnh đi, đập đi. Đập nữa đi. Khanh. Khanh nữa. Trung lên trên đi. Để cho Sĩ Khanh dưới đi. Quýnh đi. Còn quýnh hoài. Quýnh nữa đi Khanh. Quýnh vô liễu kìa. Quýnh vô liễu. Trời ơi. Được quá. Nói chung là đội của anh, các anh là dở đều. Bây giờ nói ra thì tôi ở ngoài là tôi thấy là dở đều hết à. Có Ngọc nó không có tham gia vô thì còn được. Mạnh lên. Trời ơi, chết rồi. Nôn nóng quá như vậy là không biết được. Chuyện gian phải từ từ, điểm số chưa bao nhiêu mà. Cái tinh thần chiến binh gì đâu. Chiến binh đâu, quên. Chiến binh 82 mà, cố lên, có gì đâu. Trời ơi.
vậy là không được, các anh phải noi gương cái anh gì ở sân này, nó có cái anh gì hơi nổi tiếng, anh Hà anh gì đó, phải noi gương cái anh đó đó, tinh thần chiến đấu dựng lên. Trong gương á, mà ra mấy bữa sau rảnh rỗi ra sớm xem anh Hà anh ra đấu nha, anh đánh cầu rồi học hỏi nha, đánh gì đâu mà không có tinh thần chiến đấu gì hết trơn à. Đập cái coi, đập nữa, cơ hội tới rồi, cơ hội đi, trời ơi, cơ hội hoài vậy sao, ý da, hay quá, trời ơi, tiếc quá à, các anh sao mà không có dứt điểm được, không tới nơi tới chốn được. Khanh, Sư Khanh đâu, bám lưới cả Sư Khanh, đừng có xuống nhiều, ôi dạ, để các anh liên tục đánh hỏng gì vậy. Áo Hồng bữa nay thi đấu khá là xuất sắc đó nha. Quýnh, trời ơi, dị ứng với lời khen hả, mới vừa khen cái là quýnh dở rồi, dị ứng lời khen rồi. Quýnh, chết rồi, dị ứng lời khen rồi. Cái trường hợp này á, liễu mà dị ứng với lời khen giống như là người ta dị ứng với giống như một số người ăn cá ngừ bị ngứa vậy á. Ba năm hả, có gì đâu, quá đi, hay quá Trung ơi, cái đó là xuất sắc đây. Đó là bình thường là chỉ có mình mới quýnh được thôi, mà nay có Trung quýnh được nữa là người thứ hai rồi đó. Quýnh đi, rồi năm đều, tình hình đã có vẻ là đổi khác rồi. Hình như bên kia đã tìm ra được một địa chỉ yêu thích rồi hả. Sáu năm, liễu giao mạnh lên cho anh Khanh anh bó tay đi. Hay quá đó, chuẩn bị, ừ, chạm cầu thôi, thầy dạy rồi đó, các trò là phải thực hành cho nó tốt vô. Chết rồi. Bảy tám vô, hay quá Trung, còn Trung ngoài xa lắc, theo như cái mét mét mắt của tôi thì nó khoảng 60 cm. Hay quá, nhiêu rồi, nhiêu 78, mạnh lên, ừ, đúng, cơ hội, Khanh, rồi, hai gì cường, hai vậy, trời ơi, tạm đều, nè, Ngọc nè, tục tuốt ra sao nè, dài bỏ, mạnh lên, hay quá, đó, lật xe rồi, quên, cái sao mạnh lên. Rồi. Trời ơi Trung ơi, đến bên chưa rồi. Chín tám. Chín đều anh Khanh. Khanh ơi, cơ hội nè Khanh. Rồi, xong rồi. Chết rồi, Khanh. Anh nè, chị điểm nè. Ừ. Chết. Cơ hội gì đâu vậy? À, nó dài ngoan nữa thôi chứ. Quên, mạnh lên. Mạnh. Chết rồi.
Rồi xong rồi. Mạnh. Ừ, hay quá. Một không. Mạnh lên. Cơ hội. Quấn cái bên này. Chết rồi. 2-1 còn. Khanh phải dứt điểm thế này, chứ Khanh mà không dứt điểm thế này là không được rồi. Không à, Khanh. Điểm vô đó luôn anh, vô chỗ em nó luôn. Đây chạy đâu. Rồi, xong rồi. Anh cứ làm chuyện bất ngờ. Khanh không thương tiếp cập quá chứ. Đâu chứ thua. Vô đi em nghỉ à. Lại.
lên trên hết cho tôi để dưới tôi lo đó lại đi lên để tôi lo để tôi chạy đây chạy lên năm mai chú tịch gì mà họ dạy đệ tử thì còn ngày nó còn lên, mà chú tịch dạy đệ tử thì còn ngày nó còn lục. Đứng cái giờ ngập, đứng cái giờ thẳng đừng có đi ập giấy muốn không lục đâu. Có siêu phẩm rồi đó. Sở Khanh, Sở Khanh, mạnh Sở Khanh, mạnh gấp bên kia đúng rồi Sở Khanh. Nó bị lật xe rồi. Sở Khanh, đúng rồi. Trời ơi, nó lật xe rồi. Nhẹ lại vậy. Rồi, sao tự xét vậy?
cho anh Khanh nghỉ dáng thắm qua tôi. Thắm. Rồi thắm ơi. Đúng không? Bên gần nha. Anh Khanh nghỉ dáng đi. Ông chung vô là chung Khánh thăm thắm Khanh Hà, còn chung Cường với Ngọc. Không, trong trường học thì bên kia nó lại à, yếu. Yếu. Uống cà phê không? Chào cà phê không? Sao mặt vậy? Sao mặt vậy? Bên nào thắng thì đi, bên này thua cà phê đi. Có cà hình đây uống cà phê không? Không được. Đánh ra coi. Đánh ra ngoài liệu. Kìa. Tao làm dán chị ơi. Mà chị làm dán không? Ủa? Chúng tôi không biết gì về xảy ra nha. Đúng, đúng. Để mình mới có cái đầu ăn rồi. Ăn cái đầu tiên mà. Quá chứ. Ăn vào cái đầu tiên đủ rồi. Tính hay đây đỡ được luôn rồi. Đặt tay không? Đặt tay không? Ê, nó nghe nha, dạ được tập yoga Armstrong hơi bị đột luôn á. Ê, chị lại kêu chị bình luận giùm em vậy vậy chữ nha. Chị nói rất là vui hay. Trước đây nè. Em đưa lên chiếc được mừng hồng yêu rồi đó. Lấy hình ảnh tao không vui vậy. Bây giờ khen nha chị, đừng có chê nha. Ừ. Khen nha. Đâu thấy rồi. Tàu lao rồi, đi tàu lao rồi trời. Đâu ba. Chết. Trung, có anh đây Trung. Ôi. Rồi ok, đúng rồi, xuống, đúng rồi. Hello, morning Sunday. Các bạn ơi, chơi thể thao rất là đơn giản. Chúng ta cũng không cần rất là nhiều tiền để đi đến những cái chỗ mà gọi là xa xỉ 5 sao, mặc đồ hạng hiệu. Chúng ta chỉ cần ra một cái park, một công viên gần nhà. Chúng ta chơi thể thao cũng rất là ổn nha, với nhiều độ tuổi, trà xanh, trà dạ gì chơi với nhau cũng được. Và chơi có một cái rất là vui là cá độ và ăn gian nữa nha các bạn. Nice Sunday. Có cái đồ ăn gian đây nè chị. Sự thật là có cái đồ vậy. Thank you.
tập ừ đúng rồi thầy quay mời sao vô làm luôn.
Rồi quýnh đậu đầu tay ông quýnh dưới trên chị không cầu. Ông quýnh đây bình thường đi quá đầu tay. Đầu tay thì quýnh đánh lại đây đây để đỡ. Quýnh dưới không cầu không mà sao quýnh. Rồi rồi. Kia này là chị với thử nè. Màu lắm cái chứ thôi ra đâu. Sao xin vậy? Đau tay mà tự nhiên súng như vậy. Ừ, ngoài ngon quá mà. Đây. 42. Bỏ đi giao tay mình là súng quá. Súng quá. Đó đó. Đèo phơn quá mà. Nhớ nhớ chừng cái đầu em nghe. Ok, ta nói vậy để định đập em chạy đến chạy ra ngoài chứ đã. Gió mà dún gì được. Tao 4 điểm rồi tao mừng húm rồi. Giống như nắm chắc thằng thắng trong tay rồi. Thấy chưa? Thấy bên này tự ăn chưa? Đào quánh gì đâu. Đào không. Rồi quá đi. Sao muốn sao đi đó. Bên này tôi tự ăn thôi chứ. Sao bên kia sao có cần kêu thở nó sửa bản thân tử không? Đấy đấy. Rồi.
quá kìa. Giao ngọc mà ăn nữa thôi, canh chân nhẹ thì chứ không quánh lại nó ăn kìa. Vậy sao ấy được. Quánh vô đây nè, trong nhà, đây nè, dưới ăn nè, đây nè. Đúng, tay nè. Yeah.